Võ Lâm Channel xin kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn buổi tối ấm áp an lành. Và hôm nay Võ Lâm Channel sẽ mang đến cho các bạn phần tiếp theo của Võ Lâm Bộ Truyện. Mình đã làm một danh sách phát từ phần 1 trở đi của Võ Lâm Bộ Truyện, anh em có thể theo dõi. Cái link mình sẽ để ghi ở dưới phần comment sau video này. Anh em xem và hãy like, chia sẻ cũng như loan tin cho mọi người biết. Đó là một cách để anh em ủng hộ Võ Lâm Channel. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây sẽ là Võ Lâm Bộ Truyện phần 117. Mời các bạn cùng quan tâm theo dõi. Lại nói, lúc này ông rắn đang nằm đè lên người anh Dương. Mặt ông có vẻ kênh kênh, méo sợ ai. Còn anh Dương thì bất tỉnh nhân sự tử tám xứ. Mọi người ở ngoài thì huyên náo, sợ ông rắn mà mổ một phát thì anh Dương lên thẳng niết bàn. Đang chưa biết làm thế nào thì Tú Nghiện cũng tới hóng hớt. Thấy ông rắn, anh bảo: "Lịt phẹ tầm này bắt được ông bán chắc phê được nửa tháng chứ méo đùa." Thấy mọi người đang căng thẳng vì không biết làm cách nào xử lý ông rắn mà vẫn giữ an toàn cho Tầm Dương, anh Tú bảo với Hải Gióng: "Việc ấy thì khó méo gì, để em thổi cho ông rắn tí hơi tiền. Đừng nói là một ông, chứ đến 10 ông cũng phề trợn mắt." Hải Gióng xịt xịt tay bảo: "Thôi thôi, lịt vẹ, con xin bố trẻ. Bố mà làm thế, khéo ra chàng lại có thêm ông Nghiện nữa thì bỏ mẹ. Thôi, thổi méo dại." Anh Tú ngó nghiêng vào trong, rồi quay qua hỏi Lưu Là đang run như cẩy sấy: "Thế đã biết là rắn gì chưa?" Lưu Là bảo méo biết, nó to như cái trụ đèn đường, lù lù đen xì. Tú Nghiện tặc lưỡi bảo: "Ai, có khi chỉ là rắn thường thôi, chứ méo phải rắn độc đâu. Tại mấy ông cứ tẩn hồn nát thần tính, để tôi vào xem rốt cuộc là rắn gì." Nói rồi Tú Nghiện xăm xăm đi vào. Bước chưa tới cửa, anh đột nhiên hét toáng lên: "Ôi giời ơi, lịt còn mẹ." Mọi người thấy mặt mũi anh tái nhợt thì cũng tò mò nhìn ké. Té ra ông rắn là một con hổ mang chúa, đang ngóc đầu, phùng mang trợn má, mặt đằng đằng sát khí. Mọi người bảo phen này thì bỏ mẹ anh Dương rồi, có khi gọi cho đội lễ tang mang tới đây cái quan tài. Ông rắn mà mổ một phát thì đem Tầm Dương nhập quan luôn cho đẹp dở hoàng đạo. Anh Dương sau một thời gian xỉu vì sợ, lúc này cũng lơ mơ tỉnh dậy. Ông rắn vẫn nằm trên người anh, vẫn phủng mang nhìn anh trìu mến. Anh Dương lại đái tiếp một bãi để đáp lại tình thương yêu mến thương của ông hổ mang chúa. Hải Gióng lúc này nghĩ ra phương án là dùng mối nhử ông rắn ra ngoài, đảm bảo tính mạng cho Tầm Dương. Bác sai thằng Hitler chạy đi bắt một con thằn lằn về đây, đoạn buộc con thằn lằn vào cần câu rồi vứt lại gần ông rắn. Chiều của Hải Gióng quả nhiên hữu dụng. Ông rắn trườn người qua khỏi Tầm Dương, đuổi theo con thằn lằn. Một nhóm khác gồm anh Tú Nghiện, Hoài Linh và Cường Lé đi vòng cửa sau, để khi thấy ông rắn trườn khỏi người Tầm Dương thì phang cho ông một gậy. Hoài Linh cầm chăn bông để chùm lên ông rắn, Cường Lé thì vác theo côn tre để phang ông. Riêng anh Tú Nghiện thì anh ôm luôn trụ bê tông người ta đúc để làm hàng rào lưới B40. Anh bảo dùng để đẻ ông rắn, tầm này bắt sống bán mới được giá. Anh Tú Nghiện bảo Hoài Linh chụp quả chăn bông vào ông rắn để anh đè cây bê tông lên, và cấm Cường Lé tuyệt đối không được phang gậy vào người ông. Này, tuyệt đối không được làm ông rắn mất giá, nhớ chưa? Tú Nghiện dặn đi dặn lại Cường Lé như vậy. Cả ba ông tướng rón rén tiếp cận mục tiêu. Lúc này anh Dương cũng đang nhẹ nhàng trườn khỏi vùng nguy hiểm.
Hoài Linh giơ chăn thủ thế chuẩn bị ra tay. Cường lé mắt trợn ngược, tóc mai dựng đứng, tập trung khí lực vào côn tre, đề phòng bất chắc. Không khí trong tiệm internet lúc này yên tĩnh đến ngột ngạt. Tất cả đều hiểu mức độ nguy hiểm của ông rắn, nên không ai dám lơ là, mất cảnh giác. Đột nhiên một tiếng tít vang lên, phá đi không gian yên tĩnh. Rồi thì sau đó là một tràng pháo hoa, tọp tọp tọp. Anh Dương đang nằm dưới sàn nhà nên lãnh trọn, lấy tay bịt mũi, anh chửi lộng óc. Lịt mẹ thằng tú nghiện, ăn cái méo gì mà dám mủi thế. Nghe động, ông rắn quay ngoắc lại, làm lè trực mổ tới. Anh thú nghiện sợ dựng đứng lồng, hồn vía lên mây, vứt mẹ cả trụ bê tông té chạy. Mà thế méo nào, anh vứt ngay vào tay anh Tổng Dương, làm tay anh Dương gãy mẹ xương đòn. Anh Dương đau thấy ông bà ông vải, nhưng sợ ông rắn nên anh cắn răng kiểu ú ớ. Hoài Linh cầm chăn như dũng sĩ đấu bò, đứng chắn trước mặt ông rắn, đoạn giục Cường Lé kéo anh Dương ra cửa sau. Hoài Linh cùng Cường Lé, Tầm Dương lùi dần, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Tầm Dương thoát ra được thì gào tên Tú Nghiện, chửi như phá mả. Tú Nghiện thấy cơ sự này là hỏng mẹ rồi, thì cũng té mất tích. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng Tú Nghiện sợ Tầm Dương bắt vạ nên đi trốn, nhưng té giả méo phải. Anh chạy về nhà lấy dây thòng lọng, loại đồ nghề anh vẫn dùng để đi câu trộm chó, tới để câu ông rắn. Thấy Tú Nghiện còm bách, anh Dương phi ra đòi tiền thuốc. Anh Tú bảo: "Lịch mẹ, ông có hiền lặng không? Tôi tóm cổ ông rắn, bán được cửa đồi với ông là được chứ gì?" Anh Dương hí hửng bảo: "Này, nhớ nhé. Anh Tú cầm cần câu chó phi vào quán, lựa thế trong thòng lọng, thục cổ ông rắn. Với 10 năm kinh nghiệm câu chó, chả mấy khó khăn để anh Tú trong sợi dây vào cổ ông và siết chặt. Ông rắn bị siết, tính đường bỏ chạy. Ông giật một phát làm cần câu tuột khỏi tay anh Tú, đoạn ông rúc vào gầm bàn. Anh Tú chạy theo, chụp lại cần câu, kéo mạnh ông rắn lôi ra ngoài. Anh chửi: "Lịt mẹ mày, chạy đi còn chó." Tóm được rồi, anh Tú nhờ người quen chạy đi báo nhà hàng xuống chốt giá. Anh Dương cũng hí hửng, phen này tuy gãy tay nhưng cũng được cửa đôi giá trị của ông rắn. Ông to thế này thì cũng phải tầm 3-4 củ chứ méo đùa. Cơ mà trong lúc mọi người đang tính toán chuyện bọn nhà hàng sẽ cho ông rắn thành mấy món, thì thằng Hitler đã tót lên phường đội bẩm báo: "Chú ơi, Tú Nghiện vừa thộp được con rắn hổ mang to như cái cột đình." Thế là phường cử ngự lâm quân xuống ngay hiện trường, thộp cổ Tú Nghiện vì tội mua bán trái phép động vật hoang dã. Ông rắn được đưa luôn lên phường. Qua ngày hôm sau thì không còn nghe tin tức gì về ông. Sau này thằng Hitler ra nhập ngự lâm quân, trong một lần đến chơi nhà đô sứ chỉ huy cẩm y vệ. Về nhà nó bảo ngày ấy có bình rượu rắn, giống hệt y như con rắn ngày xưa chui vào gia trang. Tú Nghiện lên phường, anh cái cảnh cáo. Còn anh Dương thì cũng phải lên viện để xem tay còn có dùng được hay không. Thịt Phá Giới và Hải Gióng thì chốt sổ chiều nay, đánh 50.000 bạc con để rắn. Hải Gióng gọi anh Dương lại hỏi: "Thế mày có định đánh theo tao không?" Anh Dương bảo: Có chứ, bác cho em theo 20k, kiếm tiền đi bệnh viện chụp phim bó bột." Rồi Hải Gióng hỏi Lula có theo con rắn không. Lula bảo hôm nay cả xóm đánh để con rắn, có khi nó sợ quá nó bỏ chạy mẹ rồi, chắc nó méo già đâu. Nói rồi Lula lật dép lên, đánh còn 41, đánh theo sai dép anh đang mang. Tối hôm đó, rắn đéo về thật, còn 41 về 2 lô. Lula thắng gần 2 củ tiền đề. Cơ mà anh méo chia cho ai cả, anh tự thưởng bằng một bữa đá phỏ cỏ. Thế méo nào lúc tác chiến,
anh lại để con phò, nó thó mẹ mất cái ví, thế là đi tòng hai củ. Lại còn bị bọn đầu gấu tẩm quất cho một trận vì tội trời quỵt. Hải Gióng biết chuyện, cười hì hì, chửi Lu Là Là ngu. Vì có Loan Dịch Vụ ngọt nước như thế, không đi ủng hộ mà lại đi ra ngoài, đúng là đéo già gì, khôn nhà mà dại chợ. Còn anh Dương sau hôm đó, ông cánh tay bó bột trắng hiếu, sang nhà Tú Nghiện, ngồi đồng ăn vạ tiền thuốc. Tú Nghiện ngọt nhạt bảo: "Bác biết tính em rồi đấy, em có bao giờ để tiền mặt trong nhà đâu. Dân làm ăn mà, tiền cứ là phải xoay vòng vòng. Thôi thì bác để em trả bác bằng hiện vật." Cẩm Dương bảo: "Hiện vật là cái méo gì?" Thì Tú Nghiện chỉ ra 3 tép heroin. "Em đền bác 3 tép, bác ra ngoài đầu ngõ bán lấy tiền. Giá thị trường giờ 200k một tép mà bác nhé." Tẩm Dương chửi: "Cái lịch cũ thằng Nghiện này, mày lừa bố mày cất thứ của nợ này trong người, rồi mày gọi công an tới bắt chứ gì? Đéo ai, còn lạ gì, mày là cái thằng co tu." Té ra anh Tú Nghiện tính bẩn, tính làm co tu cả anh Dương. Vừa có tiền, vừa khỏi phải đền cái vụ cái tay. Cơ mà anh Dương ngủ méo đâu, anh bảo: "Anh mày chỉ nhận tiền mặt, méo nhận hiện vật. Không đền cho anh thì anh cứ nằm lì ở nhà mày, có vặn bùi bố cũng đéo đi." Tú Nghiện tặc lưỡi bảo: "Thôi được rồi, ông khôn thế thì tôi đéo lại được. Chở đấy, tôi đi bán 3 tép này về rồi đưa tiền cho ông." Đợi anh Tú đi rồi, anh Dương chạy tót lên quan phủ gọi người đi bắt Tú tội tàng trữ ma túy. Lúc bị tóm, anh Tú chửi tam đại nhà anh Dương: "Lịt mẹ thằng tưởng dâm, nay còn đi làm co tu, lịt mẹ mày nhé." Vụ đó anh Tú đi trại 6 tháng, cơ mà khi về anh béo tốt hơn xưa nhiều. Việc đầu tiên khi về nhà là anh chạy sang nhà anh Dương. Anh Dương đang ngủ ăn cơm, tưởng anh Tú sang chém mình thì quẳng đũa té chạy. Cờ mà méo phải, anh Tú sang là để cảm ơn, vì vào đó không những anh Tú cai được nghiện mà còn đồng đưa được cả cô đại úy quá chồng. Cả hai chuẩn bị cuối năm đám cưới. Vâng, trên đây các bạn vừa đến với phần truyện 117 trong series Võ Lâm Bựa Chuyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like cũng như chia sẻ giúp cho Võ Lâm Channel. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.